Kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Trần Tuấn Anh, đại diện viện bào chế Biomed Pharmaca tại Hoa Kỳ. Khánh Dung xin kính chào quý khán thính giả. Chương trình Y Dược Trong Đời Sống hôm nay xin được nói tiếp về đề tài bệnh phong thấp, đau khớp với bác sĩ Trần Tuấn Anh. Dạ, thưa bác sĩ, đối với bệnh phong thấp đau khớp thì mình có bao nhiêu cách để điều trị bệnh này ? Thì cái phương pháp chữa trị mà của osteoarthritis đó, thì chúng ta phải biết là thường thường bên Tây y thì khi quý vị đi khám bác sĩ gia đình mà quý vị trình bày là chúng tôi bị đau khớp xương hay là tôi bị đau sưng lên những cái khớp xương của tôi, thì cái đầu tiên mà bác sĩ gia đình của quý vị sẽ viết toa thuốc là những cái thuốc mà chống đau. Thì bác sĩ có thể dùng những cái loại thuốc rất là nhẹ cho chống đau, chẳng hạn như là những cái thuốc quý vị mua tự do trên ngoài những cái nhà thuốc Tây, chẳng hạn như là thuốc Tylenol hay là acetaminophen hay là thuốc ibuprofen như là Advil hay là Motrin nói chung. Thì cái nhóm này á, là có thể nói là nói chung là nhất là cái nhóm mà thuốc mà nó gọi là Motrin hay Advil đó, thì nó gọi là non-steroidal anti-inflammatory, nó gọi là NSAID. Thì cái nhóm thuốc này thì chắc quý vị dùng rất là nhiều. Những quý vị nào mà đang bị bệnh nó gọi là đau phong thấp, đau khớp mà loại của người già thì dùng những cái loại thuốc giảm đau này có thể nói là hàng ngày hay là hàng tháng, có thể là dùng cả vài năm. Thì nếu quý vị nào mà bị đau nhiều thì bác sĩ gia đình quý vị sẽ viết cho toa thuốc nó mạnh hơn. Thì một cái nhóm thuốc mà chúng tôi thường thấy thông dụng nhất ở trên thị trường đó, thì những cái thuốc mà nó gọi là Relaxin, hay là trước đây thì quý vị biết là quý vị dùng cái loại thuốc nó gọi là Naproxen, mà hiện nay thì Naproxen nó có thể bán tự do trên thị trường dưới cái dạng tính nó gọi là Aleve, là cái thuốc mà có thể nhẹ hơn, nhưng mà tuy nó cũng dùng cái chất mà Naproxen. Thì những cái loại này thì nói chung nó vẫn là NSAID. Nói chung là nó giúp chỉ có giảm đau trong cái thời gian ngắn, là có nghĩa là khi mà khớp xương chúng ta bị đau hay là bị sưng lên thì cái thuốc này chúng ta uống vô thì nó làm cho bớt sưng đi là một, với cái thứ hai là nó làm cho bớt đau bằng cách là nó chống ra những cái chất mà nó tạo ra đau. Thì khi khớp xương chúng ta mà bị đau thì chúng ta cơ thể chúng ta tạo ra vài chất mà để nó tạo lên cái đau, thì cái thuốc này khi mà uống vô thì nó sẽ phá đi những cái chất đó đi, chúng ta không có cảm thấy đau nữa. Nhưng mà cái này trong một thời gian ngắn, chỉ trong vòng vài tiếng xong lại bị đau lại. Những cái thuốc này uống tối đa có thể nói là bớt đau trong vòng 12 tiếng xong lại bị đau lại. Thì cái thuốc này không uống về lâu về dài được. Tại vì cái khổ cái là thuốc này á, nó có những cái phản ứng phụ nó không được tốt, như là những quý vị nào mà bị đau bao tử hay là bị cái bệnh mà nó gọi là toát ruột hay là đau ở trên cái đường ruột, chẳng hạn như những cái bệnh như là gastritis hay là những cái bệnh mà ulcer là nó gọi là loét ruột, hay là những cái bệnh mà về bao tử thì không uống cái thuốc này về lâu về dài được. Thì hoàn toàn là bác sĩ gia đình quý vị sẽ không cho uống cái loại thuốc như tôi vừa giải thích cho. Nhưng tuy nhiên gần đây thì cũng có một số thuốc mà nó sẽ làm cho không bị nó gọi là đau bao tử hay là hư bao tử, thì cái loại thuốc đó quý vị có thể uống nó gọi là COX-2 inhibitor. Thì cái loại này thì cũng uống để giúp cho giảm đau nhưng mà nó không có hại cái bao tử của quý vị. Nhưng mà cái loại thuốc này thì rất là đắt tiền, có thể nói là tới 2 hay 3 đồng một viên thuốc. Thì nhiều quý vị mà không có khả năng hay là không có bảo hiểm mà mua được cái loại thuốc này thì có thể nói là rất là tốn kém khi mà dùng qua loại thuốc này. Nhưng mà cái thuốc này nó cũng không phải là chữa trị cho cái bệnh phong thấp đau khớp được khỏi. Tại vì lý do nó chỉ có chống đau thôi, nhưng mà nó không có hại về cái sức khỏe như là hại bao tử của mình, hay là nó không có hại cho những người bị về cái bệnh như là loét ruột, hay là những cái bệnh mà nó gọi là ulcer, hay là những cái bệnh mà gastritis. Thì quý vị biết là cái cách chữa trị của cái bệnh phong thấp này, mình phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao mình bị. Thì trong những cái talk show trước mà chúng tôi lên trên đã nói trình bày cho quý vị biết là cái bệnh phong thấp này là vì lý do cái chất sụn là cái cartilage của chúng ta về lâu về dài đã mất đi, coi như là không còn đó nữa. Thì nếu mà chúng ta không thế vô mà chúng ta chỉ uống để cầm chừng cho bớt đau thôi thì thật sự ra nó không phải là cái phương pháp mà chữa trị về lâu về dài. Còn nói đến cái bệnh rheumatoid arthritis thì cái phương pháp chữa trị đó hoàn toàn khác với lại cái phương pháp chữa trị của osteoarthritis. Tuy những người mà bị rheumatoid arthritis là nó gọi là phong thấp của người trẻ, thì mới đầu vô thì sẽ uống cái thuốc giảm đau như là những người đang bị phong thấp của người già như là osteoarthritis. Nhưng mà sau khi uống thuốc giảm đau thì sẽ cộng thêm vài thuốc nữa. Một trong những cái số thuốc là cái thuốc prednisone.
Thì cái thuốc prednisone này là một trong những cái steroid. Vì cái thuốc này đó, khi mà uống vô á, thứ nhất á, là nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm nó không làm việc được nữa là sao? Nó làm cho hệ thống miễn nhiễm đi xuống là sao? Để nó khỏi tấn công những cái khớp xương. Thì khi mà uống cái prednisone này, cái hại mà độc hại nhất mà nhiều người than phiền là về lâu về dài nó sẽ làm cho hư thận. Nếu mà quý vị nào uống trong vòng 10 năm hay 15 năm hay 12 năm hay là 15 năm sẽ bị sợ là nó làm cho hư thận. Thì nên một số người không muốn uống prednisone. Thì khi mà không uống được prednisone, thì vì uống prednisone vô thì cái bao tử chúng ta nó khó chịu lắm. Có thể nhiều khi uống vô bị nôn nao hay là muốn ói mửa hay là gì, những cái phản ứng phụ của prednisone đưa ra. Nhiều người không thích dùng qua các loại thuốc này. Thì có một số người đã dùng một những cái loại thuốc mà nó có thể nó mạnh hơn nữa, là những cái loại thuốc mà quý vị biết nó gọi là Enbrel. Thì cái thuốc Enbrel này rất là nổi tiếng, là cái thuốc này có thể nói là chích vô hàng hàng cứ cứ vài ngày chích vô một lần. Nhưng mà nó khổ cái là thuốc này nó vô nó làm nó phá đi cả hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Thì những người nào mà uống cái loại thuốc này vô thì sẽ hoàn toàn không có cái hệ thống miễn nhiễm, thì dễ bị nhiễm trùng. Chẳng hạn như quý vị mà đến cái mùa mà một mùa đông hay là những cái mùa mà bị cảm cúm, thì quý vị mà dùng thuốc này coi như quý vị không có cái hệ thống miễn nhiễm nó chống lại được những con vi trùng này, thì quý vị sẽ bị cảm cúm, thứ nhất là về lâu về dài, thứ hai là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nên tại sao cái thuốc này rất là cẩn thận khi dùng đến, tại vì nó sẽ phá đi những cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta mà chúng ta cần thiết đến. Và đồng thời có một số người bị rheumatoid arthritis cũng dùng qua những cái loại thuốc mà nó gọi là chữa về ung thư. Thì những cái loại thuốc này mà quý vị đã đang dùng đến mà biết đến, nó gọi là methotrexate. Thì cái loại thuốc này đó là nó phá đi những cái tế bào mà ung thư mà quý vị bị. Thì khi mà quý vị uống vô thì cái loại thuốc này nó rất là hay là sao, là nó phá đi cái hệ thống miễn nhiễm rất là nhanh. Thì khi mà nó phá đi nhanh như vậy thì những người mà đang bị đau khớp xương, mà chẳng hạn như cái hệ thống miễn nhiễm mình nó đang tấn công mà cái khớp xương, thì cái hệ thống miễn nhiễm nó không tấn công được nữa, thì coi như là chúng ta diệt đi cái hệ thống miễn nhiễm, thì nó rất là hại cho sức khỏe. Thì nên quý vị nào mà đang dùng những cái loại thuốc này, thứ nhất là bác sĩ gia đình của quý vị để ý rất là kỹ. Có thể là quý vị không dùng được hàng ngày, tại vì quý vị biết là nếu mà quý vị dùng hàng ngày thì nó sẽ hại đến cái sức khỏe của quý vị, và khi mà hại đến sức khỏe thì có thể ảnh hưởng đến cái tính mạng của quý vị. Thưa bác sĩ, qua sự giải thích và hướng dẫn của bác sĩ thì hầu hết những loại thuốc Tây y mà các bệnh nhân bị đau khớp đau khớp đang sử dụng đều có những phản ứng phụ mà ảnh hưởng tới các bệnh khác trong cơ thể con người. Thì nếu vậy thì để hạn chế được những phản ứng phụ này thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các bệnh nhân phong thấp đau khớp biết đến những loại dược thảo mà công ty Biomed Pharmaca đã sáng chế ra không ạ? Vâng, Khánh Dung biết thì công ty chúng tôi hiện nay có một loại thuốc nó gọi là Arthrovive Factor. Thì cái Arthrovive Factor này nó rất là có cái hiệu quả trên cái bệnh mà rheumatoid arthritis. Thì cái bệnh mà rheumatoid arthritis thì quý vị biết á, là không biết tại sao hệ thống miễn nhiễm chúng ta tự động tấn công đến cái khớp xương đó. Thì cái thuốc này khi mà đưa vô thì nó giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm nó không có tấn công được những cái khớp xương. Thì khi mà cái thuốc này, những người nào mà thật sự mà bị rheumatoid arthritis thì người ta uống và người ta thấy rất là đỡ đau. Có thể nói là trong vòng vài ngày là bớt đau hẳn. Và cái thứ hai nữa là giúp cho về lâu về dài cái bệnh rheumatoid arthritis nó không có bị nặng hơn. Và đồng thời những người mà bị phong thấp đau khớp mà osteoarthritis thì uống thuốc này vô là nó cũng có giúp cho thế vô được những cái chất sụn mà đã mất đi sau khi mà đến một cái tuổi già, hay là đến một cái tuổi về về lâu về dài mà chúng ta không còn chất sụn nữa, thì cái thuốc mà Arthrovive Factor này sẽ giúp cho thế vô cái chất sụn đó. Vâng, vậy thưa bác sĩ, dược thảo Arthrovive Factor do công ty Biomed Pharmaca sáng chế thì có phản ứng phụ gì không ạ? À? Tại vì như bác sĩ đã nói là các loại thuốc Tây y khác đều có một cho tới nhiều phản ứng phụ mà gây ra cho bệnh nhân. Thì đối với loại dược thảo Arthrovive Factor này thì bệnh nhân có thể sử dụng trong thời gian dài mà không sợ những phản ứng phụ gì, phải không ạ? À? Vâng, Khánh Dung biết thì cái loại dược thảo của chúng tôi thì hoàn toàn là bào chế là 100% dược thảo, với lại đồng thời là bào chế tại Hoa Kỳ đây cũng không bỏ những cái chất hóa học hay những cái chất chất thuốc tây hay những cái chất độc nào vô khác hết.
thì đặc biệt là khi uống vô thì nó sẽ không làm cho bị đau bao tử như là những cái loại thuốc tây tôi vừa nói là chữa trị về đau 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 khớp. Thì những cái thuốc tây mà uống vô trong thời gian ngắn để bớt đau thì những cái thuốc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái bao tử, và đồng thời những cái thuốc mà chữa về rheumatoid arthritis thì mình uống vô về lâu về dài nó sẽ làm cho cái hệ thống miễn nhiễm nó không còn làm việc được nữa, thì cái đó chúng ta cũng nên để ý đến. Thì cái thuốc này hoàn toàn không có phản ứng phụ gì dựa trên thận, hay là không có làm cho hư gan hư thận, hay là nó không có làm cho hư cái hệ thống miễn nhiễm, và đồng thời nó cũng là không có làm cho khó chịu khi uống vô mà bị đau bao tử. Nếu mà quý vị nào mà có bệnh đau bao tử uống cái này vô rất là an toàn. Vâng, vậy thì thưa bác sĩ, xin bác sĩ hướng dẫn cách sử dụng loại dược thảo Arthritis Factor này ạ. Vâng, cái loại Arthritis Factor này thì quý vị nào mà khi bị đau phong thấp của người trẻ tuổi, chẳng hạn như rheumatoid arthritis, thì cứ uống một ngày là 2 lần, cứ buổi sáng ngủ dậy uống 2 viên và buổi tối trước khi đi ngủ uống 2 viên. Còn những người nào mà bị phong thấp là đau khớp của người già thì nên uống một ngày là thành 3 lần, cứ mỗi lần là uống 1 viên, thì cứ cách 6 tiếng uống 1 viên, tối đa là một ngày uống 3 viên. Và thưa bác sĩ, việc sử dụng loại dược thảo này thì trong bao lâu thì có hiệu nghiệm ạ? Vâng, tôi có thể thấy là nhiều người khi mà dùng cái loại thuốc phong thấp đau khớp mà để chữa trị đó thì có thể nói, tại vì cái khó khăn là mình không biết mình bị phong thấp đau khớp bao nhiêu lâu, và mỗi cơ thể khác nhau. Với lại nếu mà cái khớp xương quý vị mà cái chất sụn hay chất nhờn mà nó khô khô cạn đi, hay là cái chất sụn mà nó coi như là nó không còn nữa, thì nó mất một thời gian lâu hơn, thì có thể nói là uống tới 6 hay là 8 tuần. Còn những quý vị nào mà bắt đầu mới đầu đau mà tuy vẫn còn cái chất chất sụn thì uống vô thấy cái hiệu quả nó nhanh hơn, có thể nói là trong vòng vài tuần. Còn những người nào mà bị đau về rheumatoid arthritis là phong thấp của người trẻ tuổi thì uống cái này vô thấy rất là nhanh chóng, có thể nói trong vòng vài ngày. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Xin chúc quý vị lúc nào cũng vui khỏe và sống trường thọ. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình talk show kỳ tới.